Đã đến với kênh Thánh NDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bigcat. Các bạn sẽ cùng với mình tham gia vào những chương trình Adrop đến từ nền tảng Bigcat. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một chương trình Adrop mới trên nền tảng Bigcat, đó là chương trình Adrop chia sẻ với ý tưởng là 5.000 đô ở giá trị token Hunter Compass, một trong những token mà đang rất nổi bật trong tháng này. Và dự án này thì sẽ được TGE cũng như là Nissan ở trên Bigcat vào ngày 26 tháng 9 này. Đây là cái cơ hội để anh em có thể nhận được những cái phần thưởng của dự án. Cụ thể là anh em có thể nhận được 20 đô giá trị token HMST dành cho 205 người may mắn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm với một cái biểu mẫu Gleam ở đây. Đối với anh em thì mình cũng xin khuyến cáo em một chút là nếu như anh em chưa có tài khoản Bitcat thì các bạn có thể đăng ký theo link phía dưới mô tả video mình sẽ dẫn cho anh em nhé. Link mình KOL này, các bạn sẽ hưởng đầy đủ những cái lợi ích từ link KOL. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản X hoặc là chúng ta có thể đăng nhập với các tài khoản mạng xã hội. Các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên đó là follow Twitter của Bitcat này. Cũng như chúng ta sẽ post cái bài đăng. Rồi đây mình đã follow trước đó nhé. Các bạn thể ấn vào phần already này. Ở đây thì các bạn có thể thêm cái username và username ngay tên ta. Các bạn thêm icon phía trước cho mình nhé. Rồi các bạn điền cho mình cái UID của tài khoản Bitcat nhé. Các bạn đối với UID Bitcat các bạn thì copy phần UID ở đây nhé. Sau đó các bạn paste vào trong này cùng với email và tên. Ok, chúng ta tiếp tục ở đây, các bạn sẽ post cho mình cái bài đăng. Các bạn nút đăng nhé. Rồi các bạn sẽ nút continue. Rồi chúng ta sẽ report ở đây. Đăng lại bằng tan này. Sau đó thì các bạn ấn vào con tin. Hiện nay thì dự án này cũng khá đông người đang làm. Chúng ta sẽ điền UID của lại một lần nữa, UID của tài khoản Bitcat chúng ta. Các bạn copy phần UID và các bạn cũng sẽ điền cái UID phía dưới đây. Sau đó các bạn con tin. Phía dưới các bạn sẽ có link dev, các bạn thì chia sẻ link dev này đến những người dùng khác để có thể nhận thêm token. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về Aerobe ở trên nền tảng Bitcat để các bạn có thể nhận được token Hunter Combat, một trong những cái dự án cực kỳ hot trong tháng này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn trong tiếp theo.